Khi nào mà mình mở pháp thì mình phải thanh tịnh, mình ngồi, chứ không phải là mình nằm như thế rồi mình bật pháp, mình gác chân gác cẳng ấy. Mình nằm như thế thì mình cũng không có cung kính pháp, thì mình lại hủy báng. Nhưng mà vong thì nó đâu có nói là tôi vong nó cần nghe đâu. Cũng có vong nghe, có vong không nghe, chứ không phải là vong nào cũng nghe cả. Nên là mình biết là nếu mà vong mình mở mình nghe rồi vong nó nghe theo thì kệ họ. Nhưng mà mình cũng không cần phải vong nghe. Khi mình ngồi nghe kinh sách ấy, vô tình họ nghe thì tốt, cùng tu hành, cùng tán thán cũng tốt. Nhưng mà khi mình ngủ hay là mình không nghe nữa, mình đi làm việc khác thì mình không nghe nữa, mình tắt đi. Chứ không phải mình cứ bật đó để vong nghe. Ai biết nó nghe hay không nghe, cũng có vong nghe, có vong không nghe chứ. Nên là mình cứ nghe. Đó là mình nhận biết họ. Khi người nào mà tu hay không tu hay nói giỏi nhưng mà không làm được rồi theo dõi họ rồi mình cũng biết. Chẳng hạn như giờ con nói với mọi người nói là con ăn chay ngày một bữa nhưng mà ở với mọi người rồi nghi ngờ đấy, không biết ông này khi không có mình thì có ăn hay không hay là có thật nữa. Nhưng mà khi mà ở rồi mọi người thấy kể cả con không cần ăn đấy, cho đó ngày này đi khất thực không có con cũng vẫn bình thường. Ăn dùng như thế thì mình nói là những cái người đó thì tu hành. Chứ còn mà những cái người mà chẳng hạn như mọi người cho rồi còn cất đi để chiều ăn nữa hay cái gì thì cái đó thì cũng tu hành, nhưng mà cái tâm hắn vẫn còn yếu. Nhưng mà mình cũng đừng có ấy chăm chước với người ta, tại vì tùy theo căn cơ, cũng giống như người ta mới gieo duyên đời này rồi đời sau đó, cho mới đùng một cái mà để tu nói đời sống này nó vô thường, lỡ ngày mai tai nạn chết hay rắn cắn chết hay là cái gì rồi mình đâu có biết được, mình hay là bệnh tật chết mình đâu có dám nói là mình đi tới đó, lỡ mình đi lên kia cái chết cái mình đâu được. Nhưng mà sống thì tiếp tục, còn thở thì vẫn còn không từ bỏ. Nhưng mà chết rồi thì thôi không đi nữa, mình vẫn vui vẻ. Tại vì mình đâu có biết được cái tuổi thọ của mình đang sống nay chết mai, mình đâu có dám chắc là mình sống được để tới đi tới Sài Gòn chẳng hạn. Hay là mình sống để mình đi tới Hà Nội, nhưng mà vẫn còn được ngày nào thì vẫn đi. Ngày xưa năm nay nhiêu tuổi rồi? Con năm. Khi nào mà mình mở pháp thì mình phải thanh tịnh, mình ngồi, chứ không phải là mình nằm như thế rồi mình bật pháp, mình gác chân gác cẳng ấy. Mình nằm như thế thì mình cũng không có cung kính pháp, thì mình lại hủy báng. Nhưng mà vong thì nó đâu có nói là tôi vong nó cần nghe đâu. Cũng có vong nghe, có vong không nghe, chứ không phải là vong nào cũng nghe cả. Nên là mình biết là nếu mà vong mình mở mình nghe rồi vong nó nghe theo thì kệ họ. Nhưng mà mình cũng không cần phải vong nghe. Khi mình ngồi nghe kinh sách ấy, vô tình họ nghe thì tốt, cùng tu hành, cùng tán thán cũng tốt. Nhưng mà khi mình ngủ hay là mình không nghe nữa, mình đi làm việc khác thì mình không nghe nữa, mình tắt đi. Chứ không phải mình cứ bật đó để vong nghe. Ai biết nó nghe hay không nghe, cũng có vong nghe, có vong không nghe chứ. Nên là mình cứ nghe. Đó là mình nhận biết họ. Khi người nào mà tu hay nói giỏi nhưng mà không làm được rồi theo dõi họ rồi mình cũng biết. Chẳng hạn như giờ con nói với mọi người nói là con ăn chay ngày một bữa nhưng mà ở với mọi người rồi nghi ngờ đấy, không biết ông này khi không có mình thì có ăn hay không hay là có thật nữa. Nhưng mà khi mà ở rồi mọi người thấy kể cả con không cần ăn đấy, cho đó ngày này đi khất thực không có con cũng vẫn bình thường. Ăn dùng như thế thì mình nói là những cái người đó thì tu hành. Chứ còn mà những cái người mà chẳng hạn như mọi người cho rồi còn cất đi để chiều ăn nữa hay cái gì thì cái đó thì cũng tu hành. Nhưng mà cái tâm hắn vẫn còn yếu, nhưng mà mình cũng đừng có ấy chăm chước với người ta, tại vì tùy theo căn cơ, cũng giống như người ta mới gieo duyên đời này rồi đời sau đó, cho mới đùng một cái mà để tu nói đời sống này nó vô thường, lỡ ngày mai tai nạn chết hay rắn cắn chết hay là cái gì rồi mình đâu có biết được, mình hay là bệnh tật chết mình đâu có dám nói là mình đi tới đó, lỡ mình đi lên kia cái chết cái mình đâu được. Nhưng mà sống thì tiếp tục, còn thở thì vẫn còn không từ bỏ. Nhưng mà chết rồi thì thôi không đi nữa, mình vẫn vui vẻ. Tại vì mình đâu có biết được cái tuổi thọ của mình đang sống nay chết mai, mình đâu có dám chắc là mình sống được để tới đi tới Sài Gòn chẳng hạn. Hay là mình sống để mình đi tới Hà Nội, nhưng mà vẫn còn được ngày nào thì vẫn đi. Ngày xưa năm nay nhiêu tuổi rồi? Con năm. Tại sao trong sau mẹ ngày 23 tháng chạp lại đưa táo quân về trời?
đây là cái mà ngay cả chúng con cũng đây là cái phong tục của con người đặt ra thì 23 hay là 24 thì 25 thì họ muốn rồi ông táo họ quy định như thế thôi nhỉ. Dạ. Ở trong họ ảnh ở trong chùa nhưng cúng kỵ dỗ ở nhà có được không ạ? Tức là khi mà mình thờ ở chùa nhưng mà thờ cái ảnh của người mất đó, ở chùa nhưng mình cúng ở nhà thôi thì ở nhà. Dạ. À, cái đó thì mình thấy hợp thời, mình muốn thờ thì mình thờ, cũng không ảnh hưởng gì ai cả. Dạ. Cũng không có ảnh hưởng đến đạo đức sát sanh tồn tắc ấy. Dạ. Cũng không có tà cho con người đó thì mình muốn làm gì cũng được, không hại tới ai cả. Dạ. Mình làm cái điều gì không liên quan đến ai đấy, không hại tới ai thì mình cứ làm. Dạ. Không sao cả. Dạ. Trừ trường hợp mà mình làm cho người khổ, mình khổ người khác ấy, thì mình làm. Dạ. Mà mình làm mà thấy không hại tới ai, cũng không khổ ai, cũng không khổ mình, cũng không khổ người khác ấy. Dạ. Thì mình làm. Ai chỉ được con hỏi thầy là trên cuộc đời này thì theo như con nghĩ thì ai cũng vậy, dù ở tầng lớp xã hội nào thì ai cũng đều cầu mong mình có cuộc sống bình an và hạnh phúc ạ. Nhưng mà theo như con quan sát thấy thì xã hội rất nhiều người không được hạnh phúc ạ. Thì con muốn hỏi thầy là làm cách nào để cho mọi người dù ở địa vị nào, giàu người nghèo, người trung lưu hay người giàu thì mọi người cũng đều được cái tâm bình an hạnh phúc ạ. Vâng.